Ngày 6 tháng 10 năm 2021 tại Hà Nội, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Thành viên và Thành viên Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc và bàn giao chức năng nhiệm vụ Tổng Giám đốc EVN-NPC. Đây là sự kiện lớn và quan trọng khi mà hai chức danh Chủ tịch Hội đồng Thành viên và Tổng Giám đốc được kiện toàn. Lễ công bố được diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 52 năm ngày thành lập EVN-NPC, mùng 6 tháng 10 năm 1959, mùng 6 tháng 10 năm 2021. Do phải thực hiện các biện pháp giãn cách của Hà Nội trong giai đoạn cuối tháng 7 và đầu tháng 8 năm 2021 để phòng chống dịch bệnh COVID-19, nên bà Đỗ Nguyệt Ánh thực hiện nhiệm vụ chức danh Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Bắc thay ông Thiều Kim Quỳnh đã nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2021. Chủ tịch Hội đồng Thành viên EVN-NPC bà Đỗ Nguyệt Ánh đã có hơn 25 năm kinh nghiệm công tác tại Công ty Điện lực 1 PC1, nay là Tổng Công ty Điện lực miền Bắc EVN-NPC. Bà Ánh đã trải qua nhiều vị trí công tác và mỗi vị trí đều là cơ hội để bà Ánh trải nghiệm thử thách, trau dồi kiến thức, đúc rút được nhiều kinh nghiệm. Ông Nguyễn Đức Thiện, Phó Tổng Giám đốc được bổ nhiệm vị trí chức danh thành viên Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc EVN-NPC kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2021. Ông Nguyễn Đức Thiện đã có hơn 29 năm công tác tại cơ sở, từ Sở Điện lực Hải Hương đến Công ty Điện lực Hưng Yên. Phát biểu tại lễ công bố, Chủ tịch Hội đồng Thành viên EVN, ông Dương Quang Thành tin tưởng với mô hình hoạt động Hội đồng Thành viên và Ban Tổng Giám đốc, chức năng quản lý của Chủ tịch Hội đồng Thành viên và chức năng điều hành của Tổng Giám đốc được tách bạch với hai cá nhân lãnh đạo là bà Đỗ Nguyệt Ánh và ông Nguyễn Đức Thiện. Những con người hội tụ đầy đủ phẩm chất và năng lực, đủ đức và tài sẽ tiếp tục dẫn dắt EVN-NPC hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, các bộ ngành và Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao.